Rồi, xin chào các bạn. Đây là video để recap lại cái quá trình mà hôm bữa mình đã dạy cái lớp tutorial lần thứ một á. Recap tức là ôn lại những thứ mà mình đã nói. Thì hầu hết mọi người khi mà đăng ký học phần listening 2 môn tutorial thì mọi người thường có vấn đề về việc nghe của mình. Tức là mọi người thường gặp những vấn đề như sau, ví dụ nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Hoặc là nghe được nhưng làm bài điểm không có cao. Nhưng làm bài không được. Kiểu vậy. Nghe không hiểu, nghe được nhưng mà làm bài không được. Rồi, thì thường á, bình thường thì nếu mà tụi mình nghe tiếng Anh không được á thì nó có cái vấn đề với cái chuyện đó là phương pháp học. Phương pháp học. Từ vựng. Với lại chưa có quen tay. Rồi. Tức là sao? Tức là bạn chưa có một phương pháp học hiệu quả cho chính bạn để bạn nghe tốt. Bạn thiếu lượng từ vựng cần thiết để nghe. Bạn nghe ít quá cho nên là nó không quen tai, cho nên là bạn không có nghe, không có hiểu người ta nói gì hết trơn luôn. Cái vấn đề từ vựng với chữ quen tai này và vấn đề phương pháp học này là vấn đề chính mà mình đã hướng dẫn các bạn trong lớp tutorial của mình hôm trước. Thì như mình luôn nói á, mọi ngôn ngữ nó luôn có một cái gọi là input với lại output. Tức là sao? Tức là phải có đầu vào thì mới có đầu ra. Input là đầu vào mà output là đầu ra. Tức là bạn phải học tiếng Anh đầu vào trước, kiểu đầu vào của bạn là nghe với lại đọc. Còn output là đầu ra là là nói, viết. Tức là bạn nghe bạn đọc tốt thì bạn mới nói mới viết tốt được. Thường là vậy, thường là nghe bạn đọc để bạn nạp một cái lượng từ vựng vào đầu của bạn. Thì cái lượng từ vựng trong đầu của bạn thì lúc đó bạn có các cụm từ, các câu, các chữ thì bạn mới nói ra phần output này được. Rồi. Thì mình lưu ý là cái video này nó cũng không có ngắn đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng chia sẻ nó ngắn nhất có thể. Thì các bạn cố gắng nghe hết video để có một cái phương pháp học tốt cho mình. Thì phương pháp học của mình ở giai đoạn đầu tiên mình học tiếng Anh đó là mình hồi đó mình học theo kiểu mình học từ vựng. Học từ vựng kèm theo bài đọc, phải bài nghe. Tức là sao? Tức là cô mình sẽ gửi đưa cho mình mấy cái bài đọc á để mình đọc. Rồi mình soạn từ vựng ra. Rồi cái mình phải học thuộc mấy từ vựng đó. Sau khi học thuộc từ vựng rồi thì mình xem lại, mình làm thêm một bước nữa đó là mình xem lại cái bài đọc đó 2 3 lần nữa để mình nhớ từ vựng, cộng với việc mình nghe audio để mình nghe xem các từ vựng nó được phát âm như thế nào. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp học mà mình rất là thường xuyên sử dụng. Thì mình sử dụng Google để mình vào một cái trang podcast British Council. Trang này nè. Mình hay vào đây. Mình vào cái phần podcast của cái trang này nè. Sorry, hồi nãy mình bấm hơi nhanh. Các bạn search từ khóa là podcast British Council thì các bạn sẽ thấy là podcast ở đây nè. Đó, bấm vô cái này, cái trang này nè. Các bạn bấm vô đây, các bạn bấm vô series mới vô thì các bạn cứ bấm vô series 1, series 1 và series đầu tiên á. À, cho các bạn có một cái lưu ý đó là các bạn có thể tìm cái app này ở trên điện thoại được nha. Bất kỳ cái hệ điều hành gì, Android cũng có mà iOS cũng có luôn. Ok. Cho nên là
cái phiên bản của cái podcast này ở trên điện thoại nó tốt hơn, ở trên máy tính nó có nhiều cái series hơn, cho nên là và nó có thể tải về máy để các bạn có thể nghe bất kỳ chỗ nào nữa. Cho nên là các bạn hãy lên cái App Store nếu bạn xài iPhone, hoặc là lên cái Google Play Store, cái CH Store gì đó bên Android để các bạn tải cái app về. Rồi thì trong app nó sẽ có episode 1. Các bạn đầu tiên thì phương pháp này là các bạn nghe trước. Hello and welcome to this Learn English Elementary recording brought to you by the British Council. To find out more and to access language activities and audio scripts, visit our Learn English website at www. Or alive, would you like to meet? And of course, we ask them to explain why. Our guest today on I'd Like to Meet is Zara Heller from Bristol. Hello Zara and welcome to the show. Thì các bạn cứ nghe. Nếu mà các bạn vẫn nghe, vẫn hiểu được thì tốt thôi. Thì các bạn đi tiếp tới các series tiếp theo để các bạn luyện tập nghe. Còn nếu mà các bạn nghe, các bạn không hiểu người ta nói gì á, hoặc là các bạn nghe được gần hết nhưng mà có những khúc các bạn không hiểu á, thì chỗ này là chỗ phương pháp mình chỉ nè. Thì mỗi cái bài nó sẽ có một cái phần transcript, tức là phần thoại. Thì các bạn dò xuống dưới, các bạn xem coi, à cái đoạn này người ta nói nè, coi coi mình hiểu được chỗ nào mà mình không nghe được chỗ nào. Mà mình không nghe được là tại vì sao? Tại mình không quen với phát âm, hay tại mình không biết từ này thiệt. Nếu mà ví dụ các bạn không biết từ mountain là gì đi, thì các bạn tập giùm mình một cái thói quen nữa, đó là search bằng từ 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 điển Anh. Thì mình xài từ điển Cambridge. Thì để vào từ điển Cambridge thì các bạn cứ ghi là Cambridge Dictionary. Dictionary đó, bạn cứ search cái cụm Cambridge Dictionary này, rồi các bạn bấm vô cái trang đầu tiên. Rồi cái này từ điển Anh thì mấy bạn cứ search, ví dụ các bạn search từ mountain, mountain thì bạn sẽ thấy một cái khái niệm, đó là a raised part of the earth's surface much larger than a hill, the top of which might be covered in snow. Đại khái đây là cái phần giới thiệu cho cái từ vựng này. Nó không có dịch là mountain là núi như từ điển Việt Anh mà Anh Việt, mà nó dịch là mountain tức là một cái phần mà nhô lên khỏi mặt đất, to hơn là ngọn đồi, và cái đỉnh của cái mau của cái này thì thường được bao phủ bởi tuyết tuyết. Thì ở đây các bạn có thể tìm thấy là phiên âm US là United States, tức là Anh Mỹ. UK là United Kingdom, Anh. Mountain. 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 Có những từ hai bên Anh Mỹ nó sẽ đọc khác nhau một xí á. Các bạn lưu ý là xem từ vựng ở đây đọc theo cái phiên âm của nó. Ở dưới cái phần ở dưới nó có rất là nhiều ví dụ. Ví dụ nè. The Matterhorn is one of the biggest mountains in Europe. Tức là cái núi Matterhorn này là một trong những cái ngọn núi lớn nhất ở Europe. The Rockies are a mountain chain range in the western United States. Tức là Rockies là một cái chuỗi những con núi ở vùng phía tây nước Mỹ. I love to go mountain climbing. Thì cụm này gọi gộp chung là mountain climbing, tức là leo núi, tôi thích đi leo núi. We going to the mountains for our holiday, tức là tụi tôi đi đến vùng núi cho kỳ nghỉ. Càng kéo xuống thì các bạn càng thấy nhiều cái ví dụ hơn, và nó có smart vocabulary để các bạn học những cái từ liên quan, tức là những cái từ liên quan tới mountain. Những cái từ liên quan tới mountain thì nó có xếp theo lĩnh vực nào: geography, hills and mountains, tức là về mặt địa lý những ngọn đồi và những ngọn núi. Thì nó sẽ có những cái cụm, những cái từ khác nhau, ví dụ highlands,
mấy cái từ này không, nó hơi khó thiệt, nó hơi bị hàn lâm học cái kiểu volcano rồi. Và nó có những cái ví dụ khác nữa, ví dụ cái nghĩa hay gặp nhất của mountain là nghĩa danh từ tức là núi, nhưng mà bạn cũng có thể dùng từ mountain trong một cái nghĩa, đó là a mountain of something. I got a mountain of work to do, tức là tôi có cả núi việc để làm. Tiếng Việt mình cũng hay nói vậy, tiếng Anh nó cũng có một cụm giống vậy. C2 chỗ này là sao? Là cái mức độ từ vựng C2 là advanced đó. Mức độ từ vựng khá cao á, tức là nếu bạn sử dụng được cái từ này trong văn nói thì là điểm cao nha. Kiểu I always have a mountain of work to do, tức là việc tôi rất là nhiều, nhiều nhiều chất đống như núi vậy đó. I got a mountain of work to do. Kinh nghiệm học là các bạn ghi lại từ vựng ở đâu đó, hoặc là các bạn dùng cái trang document, sorry, document Google, cái này nè, cái docs.google.com này nè. Google Docs này nó bạn có thể tạo một cái file riêng cho mình. Ở đây nè, có dấu cộng ở đây. Rồi các bạn điền vô và nó sẽ tự động lưu online. Và các bạn có thể truy cập bằng điện thoại hoặc bằng bất kỳ thiết bị nào khác, miễn các bạn nhớ cái tài khoản Google của các bạn là được. Thì giờ mình ví dụ như cách để ghi từ vựng ghi làm sao. Các bạn ghi là mountain. Mountain. Rồi các bạn note lại định nghĩa gì đó mà các bạn nhớ. Còn nếu không thì các bạn chỉ cần ghi ví dụ thôi. Nếu bạn nhớ đã nhớ được cái nghĩa nó là gì rồi thì các bạn ghi ví dụ thôi. Còn nếu mà bạn nhắm cái từ nào khó quá thì bạn copy một vài cái cần thiết vào. Ví dụ như là copy phiên âm vô, bôi đen cái phần này nè. Các bạn chuyển qua cái tab bên này, các bạn Ctrl V hoặc là bạn bấm chuột phải, không, bôi đen. Nếu các bạn không rành thì các bạn bấm copy, bấm chuột trái á, bấm copy. Bên này bấm chuột, sorry, bôi đen, bấm chuột phải, bấm copy, bấm qua bên này, bấm chuột trái nữa. Nói chung là chuột phải hết á, bấm chuột phải pass. Hoặc là các bạn có thể sử dụng tổ hợp control copy nè, pass. Bên này nó bị gì ta, nó không cho copy vô hả? Lạ nha, bấm copy không được nhưng mà cũng cần chân V thì nó dán ảo thiệt. Vậy là chắc các bạn phải xài tổ hợp phím rồi. Các bạn bôi đen, các bạn đè phím Ctrl, bấm Ctrl C để copy, bấm Ctrl V để dán vô là dán phiên âm. Cái này Ctrl là phiên bản của Windows nha. Còn nếu các bạn xài Mac OS á, thì các bạn bấm Command, Command C với Command V, CMD á. Alright. Rồi các bạn có thể copy cái định nghĩa vào để phòng trường hợp các bạn quên. Đó. Rồi các bạn có thể đưa ví dụ vào, phòng trường hợp các bạn quên, đưa ví dụ vô. Đó. Rồi. Đẹp rồi, các bạn có thể trang trí thêm nếu thích. Đó, vậy là các vậy mới gọi là học xong một từ nha. Chứ không phải học xong một từ là các bạn biết mountain là núi là xong đâu, không. Các bạn biết cách sử dụng từ đó thì nó mới gọi là từ vựng của các bạn. Còn nếu các bạn chỉ biết chỉ nhìn từ đó các bạn biết nghĩa hơn thì nó mới nằm ở cái dạng gọi là passive. Tức là nhìn mới nhớ, chứ lúc mà sử dụng văn nói mà viết không nhớ. Các bạn nên học active, gọi là chủ động để tìm hiểu thêm. Ví dụ nha, một hồi các bạn sẽ gặp một cái vấn đề đó là tự nhiên mình đọc mình không biết chữ chain là cái gì hết. Chain là gì mình không biết, cái mình bấm vô cái nó lại hiện ra định nghĩa của từ chain. Chain là gì? Là nó có để là connected things, tức là những cái thứ mà nó gắn kết lại với nhau. A series of things of the same type connected in a line or a series of people standing in a line. Tức là sao? Là những thứ được gắn kết thành một hàng, hoặc là một cái hàng người đang đứng, đó gọi là chain. Chain, đọc là chain. 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 Đó. Ví dụ the synthetic polymer is a, oh my god, câu này hơi khó.
people, peace campaigners form a chain around a military base. Tức là những cái người mà campaigner là gì ta? Những cái người cắm trại, ý là những cái người yêu hòa bình. Mình cũng không biết campaigner là gì nữa. Campaigner là những người mà a person who take part in organization activity that are intended to change. Tức là những người gọi là nhà hoạt động đúng không? Kiểu kiểu nhà hoạt động. Rồi, ví dụ mình không biết từ này đi, giờ mình cũng phải học thôi. Giờ mình sẽ ghi là campaigner. Mình sẽ ghi là campaigner. Rồi mình sẽ đưa những cái này vô một nhà hoạt động về cái gì đó. Nó an animal rights campaigner. Đó. Đó, vậy là các bạn là chỉ mới tìm được, bạn tìm một từ mà một hai ba bốn từ luôn à, quá tốt chứ còn gì nữa. Tức là những người hoạt động vì hòa bình đã form. Form là gì? Nếu mà các bạn chưa biết thì form là thành lập, thành lập một cái gì đó, thành lập một cái, tức là đứng thành một cái hàng xung quanh cái military base, tức là khu quân sự đó. Hoặc là nó còn một cái trường nghĩa khác. Trường nghĩa đầu tiên là những cái thứ được kết nối với nhau. Trường nghĩa thứ hai là a set of connected events, usually where one causes the next. Tức là một cái chuỗi những hành động liên quan tới nhau, thường là những cái, thường là khi mà cái này nó gắn kết với cái kia. Kiểu như trong câu chuyện A Chance of Cause and Effect Listed on an Emotional Journey of Two Families. Câu này quá hay luôn chứ còn gì nữa. Các bạn đã có thời gian thì các bạn phải học thuộc câu này để các bạn tả như một cái gì đó. Tức là một cái chuỗi của những cái cause and effects. Cause and effect tức là một cái chuỗi của những sự, à, một cái chuỗi của những sự việc diễn ra dẫn chúng ta đến một cái hành trình đầy cảm xúc giữa hai gia đình. Cause là những gì được gây ra, effect là những cái gì được gây, những cái gì đó nó tạo ra bởi cái cause đó. Cause and effect gây ra và ảnh hưởng, kiểu kiểu vậy đó. Thì đây là cách để học từ vựng, từ điển các anh. Các bạn cứ tìm hiểu, cứ để trí tưởng tượng mình nó thoải mái để ghi những từ vựng, nốt từ vựng vô trong vở cũng được mà trong cái online này cũng được. Rồi thì đó là cách học từ vựng, cách để tra từ vựng. Tiếp theo đó là khi một cái từ vựng nó khó quá dần sao, ý là mình xem cái này xong mình cũng chả biết nó campaigner là gì hết, thì các bạn nhớ từ này nha. Các bạn sử dụng một cái trang web nữa có tên là clubs. Trang này nè, hình con chim có ba màu cơ bản này nè, đỏ, vàng với xanh đó. Rồi các bạn để là English Vietnamese, các bạn ghi là campaign, campaign. Rồi các bạn search, bấm enter, search, tìm thử vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Thường nó sẽ có từ campaign chứ nó không có từ campaigner, nhưng mà đại khái là nhà vận động nếu mà xài Google dịch. Tại từ này không có phổ biến cho lắm cho nên là các bạn kiếm không ra, nhưng mà nếu các bạn kiếm từ chain thì nó sẽ ra nhiều ví dụ lắm. Ví dụ từ chain nha, chain là dây xích, là xích là chuỗi. Ví dụ như là with final break struck chains bound me, vào hơi thở với hơi thở cuối cùng chấm 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 đã phá bỏ sợi xích ràng buộc tôi. Thường người ta sẽ dùng với xích, nhưng mà thường ở đây thì người ta sẽ xài với cái dạng là xiềng xích. Nhưng mà nếu các bạn search cái này thì các bạn sẽ thấy nhiều ví dụ hơn về cái việc đó là cái chuỗi hành động của một cái gì đó. Người ta sẽ đưa ví dụ dễ hiểu hơn nè. Cho nên là optimal nhất, tức là hiệu quả nhất, thì các bạn cũng cứ nên là xem nhiều ví dụ tiếng Anh vào ở từ điển này hơn đi, vì nó sẽ
thực tế hơn. Rồi mình quay lại cái trang podcast của mình đó, tức là mình xem, mình nghe xong mình nói từ vựng lại chỗ nào không hiểu mình nói lại, mình nghe qua nghe lại, rồi mình dành thời gian để mình nghe, không hiểu thì mình sợ từ vựng, đừng có coi transcript trước, nghe trước đi rồi sau đó hãy hãy coi. Rồi đó, các bạn lặp lại cái quá trình này nhiều lần, nghe qua nghe lại, ghi từ vựng vào đây rồi thì phải ôn ôn lại chứ không thôi quên, không ôn là quên. Nhiều người hay hỏi là giờ ví dụ như em học từ vựng em mau quên quá, lý do tại sao? Lý do là tại vì không ôn, lý do là tại vì cái từ vựng đó nó lặp lại ít lần trong đầu quá cho nên là nó quên. Cho nên cách hiệu quả nhất là sao, là ôn từ vựng, ôn qua ôn lại, ôn tới ôn lui, ôn xuôi ôn ngược, tức là cứ làm sao để mình nhìn thấy mấy từ vựng mình mới học hoài thì mình nhớ thôi, đơn giản là vậy. Tức là mình đang cố gắng gửi tín hiệu cho bộ não là ừ tao phải nhớ việc này. Ví dụ nha, ví dụ các bạn gửi xe xong các bạn nhớ là các bạn để chiếc xe ở đâu thì tí xíu các bạn học, các bạn dành khoảng chừng 5 giây các bạn nhớ à mình để xe ở cái góc này góc này, thì cái tí xíu lúc các bạn đi về thì các bạn nhìn cái bạn nhớ. Còn nếu mà các bạn không có lưu tâm tới thì nhiều khi các bạn đi, nhiều khi đi lộn cổng luôn, gửi xe cổng trước đi cổng sau, hay là mấy mình để xe đâu rồi ta tìm không được, chết 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 kiểu vậy. Tức là khi mà mình gửi một cái tín hiệu tới bộ não là ừ mình muốn tập trung để học cái từ vựng này thì bộ não nó sẽ lưu cái thông tin đó. Còn các bạn không gửi tín hiệu gì hết, các bạn vừa học vừa xem phim vừa học vừa làm gì đó không có để tâm tới thì đương nhiên là không nhớ rồi đó. Tức là học phải active, tức là học tiếng Anh nó phải active, tức là học nghe nó phải lặp đi lặp lại và dành thời gian ra để nhớ từ. Rồi các bạn cứ nghe episode 1, episode 2 và nhiều episode khác ở trang này có quá trời từ vựng luôn nè. Ví dụ như là charities là gì, promote là cái gì, promote là cái gì, charities là cái gì, ghi lại cho nhớ đó. Gọi gì nữa, ví dụ như adventure là cái gì, ví dụ như là airport là cái gì, conversation là cái gì đó, cứ học đi. Cái vấn đề khi mà những người mới học tiếng Anh gặp phải á đó là mấy bạn ít từ quá, tức là ít dành thời gian học từ quá cho nên là không hiểu người ta nói gì hết, và cũng không có dành thời gian để nghe luôn cho nên là cũng không biết người ta đang nói gì luôn, nên môn nghe không giỏi. Tức là cái việc giỏi môn nghe hay không là thụ thuộc vào các bạn đó nha, chưa phải phụ thuộc vào giáo viên hay là ai đâu. Dành thời gian để nghe podcast đó là cái nguồn đầu tiên. Nguồn thứ hai á đó là nguồn Facebook, ủa nó lộn, YouTube, YouTube lướt Facebook nhiều quá quên, mình nói được nhiêu phút rồi, 22 phút rồi. Nguồn thứ hai á là nguồn YouTube. Nguồn YouTube này nó sẽ tùy vào các bạn á, tức là mỗi người sẽ có một cái nguồn riêng, mỗi người sẽ có những cái sở thích xem video riêng. Ví dụ của mình thôi, của mình thôi thì mình sẽ có những cái như sau, ví dụ như là Lô Chi, ví dụ như là Hài Hoài Linh, nhưng mà mấy cái này là tiếng Việt. Tiếng Anh nó, nếu mà nói về tiếng Anh của mình, body body building, nói về tiếng Anh thì mình sẽ có những cái liên quan tới game. Những cái liên quan đến học thuật, những cái liên quan tới game, những cái liên quan tới game là những cái mình hay coi dạo gần đây nhất. Like hoặc là những cái liên quan tới psychology của Ted, tức là tâm lý học, the paradox of choice. Rồi mình xem gì nữa ta? Mình hay xem mấy cái kiểu, mấy cái kiểu tâm lý học, ví dụ như the structure of open world game is weird. Ví dụ mình xem how will, ví dụ mình muốn xem một cái video về, ví dụ mình muốn xem là unlock your mobility in 10 minutes a day, tức là làm cho cơ thể bạn dẻo dai hơn trong vòng 10 phút. Thì thường mấy cái video này nó sẽ có subtitle.
Và nếu mà nó có subtitle thì các bạn có thể, chỗ nào nghe không hiểu thì các bạn có thể, nó có một cái option khi mà bạn bấm vô ba chấm này nè, nó sẽ có chỗ show transcript, thì các bạn bấm vô đây thì nó sẽ hiện cái khung lên, rồi chỗ nào bạn không hiểu thì bạn cứ nhìn thôi, còn nếu bạn vẫn hiểu thì bạn nghe. Nè, ví dụ ông mới vừa nói mấy câu nè. Mobility means more than just doing some fancy moves. Tức là cái sự linh hoạt trong cơ thể nó còn nhiều hơn cả, nó mang ý nghĩa nhiều hơn cả việc mình cứ làm những cái động tác mà kiểu để cho nó ngầu á. Thì mình cứ nghe ông nói. It can Chỗ actually nào không help hiểu thì you nhìn qua subtitle, mà từ nào không hiểu mình tra từ vựng rồi mình lưu từ lại. joint muscle pain. Đó, cái quan trọng là các bạn phải tìm ra những cái gì mình thích kìa. Ví dụ như mình thì mình thích bodybuilding, mình thích tập thể dục, mình thích chơi game, mình thích tâm lý học, mình thích đọc bình luận. Đó, thì dựa vào những gì mình thích thì mình học thôi. Rồi, học xong thì mình ghi từ vựng lại vô cái trang Google Doc đó hồi nãy. Và đó là cách để học nghe. Tức là nghe nhiều nguồn lên, dành nhiều thời gian hơn để nghe lên, nghe qua, nghe lại, nghe tới, nghe lui. Không được nản. Giờ nghe, nếu mà yếu quá thì sao? Nghe không hiểu gì hết thì sao? Thì nghe Việt sub đi. Coi, nếu mà yếu quá thì xem Việt sub. Coi TV series với Việt sub. Tức là, ví dụ như có một cái TV series có tên là Friend. Friend. Trời đất. Friend. Bishop. Tức là một cái TV series Friends có Việt sub, thì thường là nó sẽ có cái trang mê phim TV, hình như cái trang study phim này là trang tính tiền. Các bạn có thể vào trang này các bạn xem. Tức là yếu quá nha. Không thì các bạn tìm end sub. Không thì các bạn cứ tìm end sub các bạn coi thôi. Ví dụ như là, từ mình lỡ bấm tắt. Mà mấy trang này bị cái là nó không phải là trang chính thức, nó không phải là Netflix. Các bạn nó có Netflix thì quá tốt rồi. Nhưng mà thật sự mà nói là mình cũng không có tiền đủ để gọi là mua Netflix, cho nên là mình xài trang web miễn phí. Đó, thì các bạn bấm vô đây, bấm xem phim. Rồi các bạn chịu khó bạn coi quảng cáo một tí. Đó. Ibet.com các kiểu. Rồi chịu khó coi quảng cáo một tí. FB88, nhà cái đặt cược World Cup đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu hiện đại hơn hay. Đây thì phim tiếng Anh nó đại loại là về, cái bộ Friend này cũng là bộ, Friends này cũng là bộ mình xem nhiều nhất luôn. Mà hồi đó mình hay coi với Việt sub lắm, tại vì lúc đó tiếng Anh còn yếu lắm, mình chưa có, tức là trong thời gian mình muốn giải trí mình xem cái So you want to tell us now or are we waiting for four wet bridesmaids? Oh God. Well, it started Dù bạn có coi Việt sub thì bạn cũng nên để ý là người ta about nói tiếng half Anh hour cái before gì. the wedding. Ok. I was in this room where we were keeping all the presents and I was looking at this gravy boat. This really gorgeous Limoges gravy boat. When all of a sudden, sweet and low, I realized that I was more turned on by this gravy boat than by Barry. And then I got really freaked out, and that's when it hit me how much Barry looks like Mr. Potato Head. You know, I mean, I always knew he looked familiar, but anyway, I just had to get out of there, and I started wondering, why am I doing this, and who am I doing this for? So anyway, I just didn't know where to go, and I know that you and I have kind of drifted apart, but you're the only person I knew who lived here in the city. Who wasn't invited to the wedding? Oh, I was kind of hoping that wouldn't be an issue. Alright. Thì đại loại là các bạn học qua phim, học qua nhiều nguồn khác nhau mà các bạn có thể nghĩ ra. Ok. Rồi, đó là cái vấn đề mà tự học như thế nào. Vấn đề thứ hai đó là giải đề như thế nào. Các bạn đang học Listening 2 là FCE. FCE thì các bạn search cho mình một cái từ khóa là FCE Test with Script. Tức là đề FCE với
cái script là cái đoạn thoại mà người ta nói bấm vô thì nó sẽ hiện ra, ví dụ đóng đề luôn nè, ví dụ có practice test 2 FC listening. Nói các bạn nghe cái vụ này nè, các bạn giải đề trong đây á, có trường hợp là cái đề của khoa mình ra nó sẽ dính vô đề trong đây, bởi vì trường mình lấy đề từ những cái nguồn chính thức người ta đã thi rồi, chứ trường mình đâu có tạo ra đề thi mới đâu. Cho nên là nếu mà các bạn xin giải đề trong đây thì các bạn hiểu ý mình rồi đó, thì nó sẽ có những cái part khác nhau, ví dụ part 1, part 2, các bạn nghe xong giờ không hiểu đúng không, không hiểu chỗ nào, không hiểu mình sai chỗ nào đúng không, nó sẽ có chữ tab script túc dưới á, bấm vô nó hiện lên nè, chuẩn bị nè, đó thấy không, động nè, nó ghi ra hết người ta nói cái gì nè, đó. Tức là nghe một cái bài nghe kỹ nó sẽ quan trọng hơn là các bạn cứ đi nhiều bài nghe khác nhau, bạn nghe hoài, nghe kỹ, tập trung để học từ vựng thì nó sẽ tốt cho bạn. Đó, các bạn nghe rồi nó có gạch chân là chỗ nào là câu trả lời luôn nè. Đó, thì giờ các bạn cứ nghe, các bạn tự học thôi, đúng không? Rồi. Cho trước khi kết thúc video này, mình muốn các bạn tự tìm những cái nguồn nghe cho bạn và cái gì đó hữu nghiệm với bạn, để cái buổi học tutorial thứ hai vào chiều chủ nhật này nè, các bạn chia sẻ với mình để các bạn nói xem mà mình áp dụng phương pháp này như thế nào rồi, và cũng là một cách chứng minh là tụi mình đã gọi là tụi mình các bạn đã nghe hết cái video này. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành 31 phút 32 phút để nghe video. Rồi, cảm ơn rất nhiều.